Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quốc Khánh, hiện đang công tác tại khoa phẫu thuật cột sống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Anh tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội năm 2008 và tốt nghiệp bác sĩ nội trú năm 2011. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quốc Khánh được mệnh danh là bác sĩ có hàng chục ngàn người theo dõi, bấm like trên mạng xã hội. Từ đầu năm 2017, anh thường xuyên phát trực tiếp trên Facebook tư vấn các vấn đề cột sống cho người bệnh, với mong muốn mọi người đều có thể tiếp cận với thông tin về sức khỏe một cách nhẹ nhàng, dễ chịu. Các bài viết của anh thường được chia sẻ dựa trên các kiến thức y khoa chính thống từ sách vở, tài liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, thạc sĩ bác sĩ Trần Quốc Khánh cùng nhiều đồng nghiệp đã mang quần áo, thuốc, sách vở tặng cho nhiều người bệnh ở các vùng khó khăn ở Hà Tĩnh, Yên Bái. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh Bác sĩ Giỏi Việt Nam. Nếu thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé!